Thank you.
đây luôn các bạn, để chiều sắp Tết ở đây cũng ngày như lên tầm miếng. Không phải mang năm miếng. Miếng một nét thôi. Thì mang năm mà để đây, chiều bà thưa lô. Của thân em quê mẹ Hà Tây giờ này cũng có thể nhắc thơm về thắp nhang kính viếng ông, xin trân trọng kính mời. Đoàn đã là tới 7:30 sáng ngày hôm nay để tiếp tục ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Thắp nhang xin trân trọng kính mời.
sầu. Và cuối cùng tại bếp ăn về nhà, các bác trở về gia đình đang tính xây dựng cơm tam nhật ba ngày. Thay nhờ cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Thank you.
yêu thương đời ngàn cây bên họ hàng. Kính thưa cô hữu thân bằng, kính thưa vị khách xa gần hôm nay, chào ngày thay lời cho đoàn họp về các nước toàn thể các con các cháu trong gia đình sáng kiến. Xin được chân thành cảm ơn các thầy các ông các bà. Trời để chuẩn bị
đến lo tiền đồ ra trở về. Trời cho trở về với tổ tiên, trở về với năm đất mẹ cha ơi. Phải đi xa, cho đi mãi cũng chờ về. Cha ơi, đục ngay đây, sắp sửa đến giờ. Tiễn biệt mẹ cha, cháu ơi, giờ này đây cha ở nơi nào? Cha có nghe con nhí gọi tìm mà? Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân. Kính thưa các đồng chí trong ban chi ủy, chính quyền cơ sở, các ban ngành đoàn thể thôn Bãi Sải Ba. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân đã đến thăm viếng và dự lễ tang đồng chí Nguyễn Quang Cung. Chúng tôi vô cùng thương tiếc được gia đình báo tin đồng chí Nguyễn Quang Cung sinh năm 1970, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân, hội viên hội người cao tuổi thôn Bãi Sải Ba, hội viên hội nông dân thôn Bãi Sải Ba, sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh thôn Bãi Sải Ba, đã từ trần hồi 13 giờ 20 phút ngày 6 tháng 11 năm 2024, tức ngày 6 tháng 10 âm lịch, đồng chí hưởng thọ 55 tuổi. Sau khi nhận được tin buồn của gia đình, ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cùng lãnh đạo cơ sở thôn Bãi Sải Ba đã thống nhất quyết định thành lập ban tang lễ theo quy chế hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và phong tục tập quán của địa phương, đồng thời thông báo tin buồn trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, hội viên và nhân dân biết tin. Sau đây là quyết định thành lập ban tang lễ đồng chí Nguyễn Quang Cung. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Tân Dân ngày 7 tháng 11 năm 2024, Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân số 01 quyết định về việc thành lập ban tang lễ Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân, căn cứ vào định số 105 ngày 17 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và của Bộ Quốc phòng quy định về hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng. Căn cứ vào điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội cựu chiến binh xã Tân Dân, xét đề nghị của chi hội cựu chiến binh thôn Bãi Sải Ba, quyết định điều 1, thành lập ban tang lễ đồng chí Nguyễn Quang Phung gồm các thành viên có tên sau đây: 1, đồng chí Nguyễn Duy Sản, chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tân Dân, trưởng ban; 2, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban; 3, đồng chí Đỗ Cao Điều, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, phó ban; 4, đồng chí Bùi Văn Tài, phó trưởng thôn Bãi Sải Ba, ủy viên; 5, đồng chí Hoàng Văn Nghĩa, chi hội trưởng người cao tuổi, chi hội trưởng cựu chiến binh thành viên; Bích Thảo, chi hội trưởng hội phụ nữ thành viên; 8, đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ni, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành viên. Về mời chủ đại diện gia đình ông Nguyễn Quang Khang thành viên. Điều 2, ban tổ chức lễ tang chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Phung theo quy chế của Hội cựu chiến binh. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Tân Dân, chủ tịch Nguyễn Duy Sản đã ký. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Văn Nghĩa, chi hội trưởng Hội cựu chiến binh cùng đội tiêu binh vào làm lễ của quân kỳ quyết thắng lên linh cứu đồng chí Nguyễn Văn Cung. Xin trân trọng kính mời. Đồng chí Nguyễn Quang Cung, kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cơ sở thôn Bãi Sải Ba, kính thưa gia đình ta quyến và toàn thể nhân dân. Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Tân Dân vô cùng thương tiếc khi được tin đồng chí Nguyễn Quang Cung, hội viên thuộc chi hội cựu chiến binh thôn Bãi Sải Ba, từ trần hồi 13 giờ 20 phút ngày 6 tháng 11 năm 2024, tức ngày 6 tháng 10 âm lịch. Trước khi tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu hội viên cựu chiến binh, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Cao Điều, phó ban, lên thắp một tuần nhang để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Quang Cung. Xin mời quý vị. Để tưởng nhớ đến đồng chí Nguyễn Quang Cung, đề nghị đội tiêu binh để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Tân Dân số 23 quyết định Hội cựu chiến binh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc Tân Dân ngày 7 tháng 11 năm 2024 quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu hội viên từ trần
Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Tân Lân căn cứ pháp lệnh cựu chiến binh, nghị định số 150, nghị định chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh. Căn cứ quyết định số 491, quyết định cựu chiến binh ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên cựu chiến binh Việt Nam hy sinh và tử trận. Căn cứ điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xét đề nghị của Chi hội Cựu Chiến binh thôn Bãi Sậy Ba quyết định điều 1, phủ quân kỳ quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên linh cữu đồng chí Nguyễn Quang Cung, hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Bãi Sậy Ba, xã Tân Lân. 2, Chi hội Cựu Chiến binh thôn Bãi Sậy Ba có trách nhiệm thi hành quyết định này thay mặt Ban chấp hành Chủ tịch Nguyễn Di Sản đã ký và làm nhiệm vụ bắt đầu. Và cuối cùng là cán bộ và nhân dân thôn Bãi Sậy Ba, các đoàn chuẩn bị. Đoàn lên thắp một tuần trang. Để tưởng nhớ tới đồng đội của mình, xin trân trọng kính mời đồng chí để một phút mặc niệm, phút mặc niệm.
bắt đầu. Để tưởng nhớ tổ quốc của mình, tôi đề nghị các đồng chí trong đoàn hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mời hội người cao tuổi thôn Bãi Sái Ba do đồng chí Lê Thị Thanh làm trưởng đoàn vào kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Cung, xin trân trọng kính mời. Mời đồng chí trưởng đoàn đến thắp một tuần nhang. Để tưởng nhớ tổ hộ vĩnh của mình, xin trân trọng kính mời các cụ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phó trưởng thôn Bãi Sái Ba làm trưởng đoàn vào kính viếng hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Cung, xin trân trọng kính mời đoàn. Xin kính mời đồng chí trưởng đoàn lên thắp một thần nhang. Tôi đề nghị các đồng chí trong đoàn hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Rồi. Lễ viếng đã xong. Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân, lễ viếng đồng chí Nguyễn Quang Cung đã kết thúc. Kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân đứng dậy vị trí và hướng về bàn nhang án để ban tổ chức lễ tang làm lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Cung và ôn lại lịch sử 55 năm cuộc đời của đồng chí Nguyễn Văn Cung, sống và làm việc, sống với gia đình và quê hương và tham gia cách mạng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Sản thay mặt ban tang lễ lên đọc tóm tắt và tiểu sử và lời biếu đồng chí Nguyễn Văn Cung, xin trân trọng kính mời đồng chí. Thay mặt ban tổ chức xin kính mời toàn thể các quý vị đại biểu ở tại sân đứng dậy trở về trước bàn nhang án để tổ chức lễ truy điệu
đồng chí Nguyễn Quang Vung. Xin kính mời. Đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân, các đồng chí đại diện trong Ban chấp hành Hội nông dân, Hội người cao tuổi xã Tân Dân, các đồng chí đại diện trong Ban chi ủy, đại diện các ban ngành, đoàn thể cơ sở thôn Bãi Sạch Ba, kính thưa bà con lối xóm và toàn thể gia quyến. Đại diện Ban tang lễ, tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, cá nhân, tập thể và toàn thể nhân dân đã đến thăm, viếng, dự lễ tang và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Quang Cung về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, đồng chí Nguyễn Quang Cung là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hội viên Hội nông dân, hội viên Hội người cao tuổi, hiện đang sinh hoạt tại chi hội Cựu chiến binh thôn Bãi Sạch Ba, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau một thời gian ngắn ngủi, điều không may mắn đã đến với đồng chí khi xuất hiện căn bệnh hiểm nghèo. Dù được, đồng chí luôn được tập thể gia đình, vợ con không quản khó khăn vất vả, tạo mọi điều kiện để chữa trị và luôn được đón nhận tình cảm của anh em họ hàng, bạn bè, đồng chí thăm hỏi, động viên kịp thời. Song vì căn bệnh quá mỗi ngày một nặng, đồng chí đã hoàn toàn mất đi nền tảng sức khỏe vốn có. Đồng chí đã từ trần vào lúc 13:20 ngày 6/11/2024, tức ngày 6/10 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 56 tuổi. Gia đình đột ngột báo tin buồn, Ban lễ tang Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Tân Dân cùng lãnh đạo cơ sở thôn, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể trong thôn vô cùng xúc động và đã phối hợp cùng đại diện gia đình bàn bạc thống nhất lập ban tang lễ, tổ chức lễ tang đồng chí theo nghi thức lễ tang cựu chiến binh Việt Nam và phong tục tập quán của địa phương, đồng thời thông báo tin buồn để cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trong thôn cùng biết tin. Trong giờ phút buồn đau và thương xót này, chúng ta có mặt tại đây để vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Quang Cung về với tổ tiên nơi chín suối. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, đồng chí Nguyễn Quang Cung sinh năm 1969 tại thôn Bãi Sậy Ba, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình nông dân yêu lao động sản xuất. Những năm kháng chiến chống thực dân phong kiến, đế quốc, rồi giặc ngoại xâm, gia đình đồng chí cũng như bao gia đình người Việt Nam khác đều có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho cách mạng, cả về nhân lực, vật lực. Trong suốt cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, những tháng ngày ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi cuộc chiến tranh xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới, đất nước ta chìm trong chiến tranh. Với tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, gia đình đồng chí cũng như bao gia đình Việt Nam khác đều tích cực gương mẫu tham gia lao động sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất, củng cố sức mạnh hậu phương, sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc Việt Nam, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa và hội nhập. Đồng chí Nguyễn Quang Cung sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông đông nhân khẩu, tuy có những giai đoạn rất khó khăn vất vả, song đồng chí vẫn được gia đình luôn quan tâm chăm lo nuôi dạy và học tập trong môi trường xã hội chủ nghĩa. Bước vào tuổi 19, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của đất nước và quân đội, đồng chí đã gương mẫu tham gia quân đội, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh. Đồng chí đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước của ông cha, quê hương Tân Dân anh hùng. Ngày 25/2/88, vai khoác ba lô với bao người con của quê hương Tân Dân lên đường nhập ngũ, đồng chí được biên chế vào đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 219 trực thuộc Bộ Tư lệnh Công binh và trở thành người quân nhân cách mạng, gương mẫu tham gia học tập, huấn luyện trưởng thành với cấp bậc hạ sĩ. Chức vụ chiến sĩ, trong những năm tham gia quân ngũ, đồng chí luôn được giác ngộ cách mạng với tinh thần hăng hái, ý chí tự lực tự cường, rèn luyện vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đồng chí đồng đội tin yêu. Đến tháng 8 năm 1991, đồng chí được giải quyết xuất ngũ, trở về quê hương trong niềm hân hoan phấn khởi tự hào của gia đình, họ hàng và làng xóm. Tự hào là nghĩa chiến sĩ Cụ Hồ, đồng chí luôn phát huy tốt bản chất truyền thống quân nhân cách mạng. Đồng chí tiếp tục tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương, xây dựng gia đình tại thôn Bãi Sậy Ba, xã Tân Dân. Đến tháng 11 năm 2023, đồng chí tham gia vào Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân, tham gia sinh hoạt trực tiếp tại chi hội Cựu chiến binh thôn Bãi Sậy Ba,
Trong sinh hoạt, đồng chí luôn phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng hội luôn vững mạnh. Đối với gia đình, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về xây dựng gia đình, đồng chí đã cùng vợ sinh được 2 người con, 1 người con trai và 1 người con gái. Với bản lĩnh của người cựu chiến binh, đồng chí cùng vợ đã vượt qua khó khăn, quan tâm nuôi dạy con cái khôn lớn, trưởng thành. Hiện, một người con trai của đồng chí đã xây dựng gia đình riêng và có cuộc sống ổn định. Các con của đồng chí luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể gia tang, thật chẳng ai mong muốn có cuộc chia ly bất đắc dĩ này, nhưng âu cũng là số mệnh trời định cho mỗi kiếp người. Sống chết là cái lẽ của đất trời, là quy luật của tạo hóa, sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Luật sinh tử trời ban trời định, sách Nam Tào ghi tính âm dương. Thật bùi ngùi thương cảm trước sự tổn thất to lớn đối với gia đình. Chúng tôi xin chia sẻ về sự mất mát đau thương này, mong gia đình sớm vượt qua. Luôn ghi nhận những đóng góp của đồng chí vào thành tích xây dựng hội vững mạnh, xây dựng làng xóm, quê hương, đứng trước vong linh người đồng chí đồng đội. Mỗi chúng ta càng phải đoàn kết thương yêu, chia sẻ cùng nhau gương mẫu phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia mọi hoạt động trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình, xây dựng phong trào, xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống quê hương tân dân anh hùng. Đã đến giờ vĩnh biệt, cầu vong linh cõi tiên cảnh nhạt du, yên thân xác đặt nơi tĩnh thổ, trốn âm giới vong về yên nghỉ, nơi dương trần luôn nhớ khói hương. Thay mặt cho ban tang lễ và gia đình xin cảm tạ tấm lòng của quý vị đại biểu, toàn thể họ hàng bên nội, bên ngoại, bà con lối xóm, anh em, đồng chí, bạn bè, gia đình thông gia, liên gia đã đến thăm viếng dự lễ tang và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Quang Cung về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Một lần nữa, tôi đề nghị các quý vị đại biểu và toàn thể gia tang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin kính mời một vị đại diện gia đình lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các đoàn đại biểu mặt trận tổ quốc thôn Bãi Sải Ba, kính thưa chi bộ cấp ủy thôn Bãi Sải Ba, kính thưa Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xã Tân Lân, chi Hội Cựu Chiến binh thôn Bãi Sải Ba, kính thưa các đồng môn đồng ngũ, kính thưa các quý cụ ông, quý cụ bà và ba bề bốn bên, nội ngoại, thông gia, liên gia, bà con lối xóm, bạn bè gần xa. Em tôi là Nguyễn Quang Cung, sinh năm 1969, bị bệnh hiểm nghèo, được gia đình, tập thể và vợ con đi chữa chạy. Nhưng bệnh hiểm nghèo, em tôi không qua đổi, đã từ trần hồi 13:20 ngày 6/11/2024, tức ngày 6/10 âm lịch 2024, hưởng thọ 56 tuổi. Gia đình vợ con cùng anh em chúng tôi xin cảm ơn các ban ngành Hội Cựu Chiến binh xã Tân Dân cùng chi Hội Cựu Chiến binh thôn Bãi Sải Ba cùng toàn thể họ hàng nội ngoại đã dành tình cảm, thời gian quý giá để đưa em tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi cảm ơn và vô cùng cảm động. Lại vô cùng cảm động. Trong lúc tang gia bối rối, không biết nói gì hơn, có điều gì sơ suất, xin toàn bộ bà con lối xóm cùng các đoàn thể lượng thứ. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn.
Thay mặt ban tổ chức và gia đình, xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, đại diện cho ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Tân Dân, đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể cơ sở thôn Bát Xẻ Ba, các cá nhân tập thể, đơn vị doanh nghiệp, họ hàng nội ngoại gần xa, thân bằng cố hữu và toàn thể nhân dân đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình Cang Quyến, đồng thời làm lễ tiễn đưa đồng chí Nguyễn Quang Cung về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây là lễ di quang, chống đã điểm, giờ đã hạn. Thay mặt ban tổ chức, phân công các đoàn cụ vào phân công cụ thể như sau: hội phụ nữ thân nhang án, con cháu mang cờ hoa. Xin mời các đồng chí cán bộ, hội viên, anh em, ruột thịt, con cháu, họ hàng và nhân dân theo sự phân công bắt đầu vào thân nhân cứu đồng chí Nguyễn Văn Cung. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thân ạ, giờ phút chia tay, giờ phút cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay đã đến giờ tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời các con, các cháu của ông Bê Di Ảnh cùng bát hương và hai cây chuối để ra xe văng văng. Và cũng xin trân trọng kính mời những ai được phân công nhiệm vụ và kính mời các bác tập trung vào trong nhà để đứng hai bên linh cứu, bắt tay chuyển giúp linh cứu của ông ra ngoài xe tang để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và là ông đi thì ông nhớ quê nhà, nhớ bà con hàng xóm tối nửa tắt đèn có nhau. Ông ơi, cả một cuộc đời hàng xóm thì đã ăn ở với nhau, đã ăn ở với nhau thì không tránh khỏi những điều lầm lỡ. Nay ông ra đi mà nằm thương nhớ qua, nhớ cháu, nhớ con, nhớ tất cả mọi người. Và là từ thuở xa xưa còn có nghèo cơm sẵn đời cơm xưa, đến ngày hôm nay đã có ánh điện sáng hồng, mà đời nó ấm ông đã không còn nữa. Trước giờ ông dưng nơi đường cách biển, ông muốn nhắn nhủ một nơi câu với tất cả các con các cháu của ông, khi ăn cả ngọt thì nhớ người chồng cây thứ xới. Nay ông ra đi không hẹn ngày trở lại, ở mảnh đất quê hương này mãi vắng bóng ông kể từ đây. Thôi kể từ đây thì ông dưng nơi đường cách biển, nhưng ông sẽ về phù hộ cho cháu cho con một trần gian mọi việc vuông tròn, suối vàng ông mới ngủ qua yên lành. Còn bà con hàng xóm ông cầu mong cho tất cả mọi gia đình đều khá giả an khang, để mỗi khi vong linh hồn của ông phản phất về làng, thấy quê hương nhà ta ngày càng đổi mới. Giờ phút chia tay của ông đã tới, phút chia tay kính cẩn nghiêng mình chào bà con, xin vĩnh biệt anh em con cháu họ hàng. Ông về thế giới bên kia an nghỉ ngàn đời từ nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các bà, các bác cùng các anh chị, những ai được phân công nhiệm vụ tập trung vào trong nhà. Cái này vào cái chỗ nát lên thì để mưa về thì là
Ôi. Ông sinh năm 69 đấy là gì đó, đúng không? 69 kia. Đấy, cụ cam về để tối ra đánh. Thank you.
từng tí hình ảnh. Thank you.
bác kia. Quả là nặng. Thank you.